rất nhiều người cũng hỏi tôi, tức là nếu như bây giờ nói một câu thôi về Viettel thì nói gì? Tôi cũng nghĩ đấy, thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là cái từ khác biệt là cái từ nó đại diện tương đối là nhiều cho Viettel về khía cạnh trường phái, về khía cạnh văn hóa. Thì khi mà nhìn lại cái sự thành công của Viettel ấy, thì nói chung ấy, đều xuất phát từ cái từ này. Tức là mình đi sau, thế rồi mình lại bé hơn, mình lại nhỏ hơn, thì mình phải có cách tiếp cận khác người khác. Thí dụ như là khi mà Viettel mà làm di động chẳng hạn, thì khi mà các cái Vina, Mobi, thế rồi kể cả là Sài Gòn Postel, thì khi họ làm thì bắt đầu họ tập trung thành phố nhiều hơn. Thành phố thì nhiều khách hàng, giàu có hơn, thế rồi chi trả tốt hơn. Thì ông Viettel đi ra thì ông bảo bây giờ ông tấn công vào thành phố thì bị ba ông kia ông ấy đã tấn công rồi, ông làm rất là tốt rồi. Thì mình lại phải sinh ra cái chuyện là sinh ra cái khái niệm là nông thôn bao vây thành thị. Thế là ông đi ông làm nông thôn. Tất nhiên làm nông thôn thì ông có lý do của ông ấy. Thì một trong những cái lý do khá đơn giản mà sau đấy có một người nói với tôi, thực ra là cái người đấy nói xong mình mới làm ấy. Thì ông nói là thế này này, bây giờ ở thành phố nó đã tốt rồi, thì nếu như mà ông có làm tốt thì người ta cũng không nhận ra ông. Đấy, ông đưa ra một cái đồ thị, một cái rất là hay. Tức là nếu như bây giờ mà thành phố, ở thành phố là cái gọi là cái chất lượng của nó đã đạt đến mức 95% rồi. Ông mà làm đến 97% thì nó rất là tốn kém. Vì làm 95% đầu tư 100 thì lên được đến 97% thì nó phải 150. Tức là càng lên cao thì nó càng khó. Nhưng ngay cả khi ông đạt đến 97 thì người sử dụng là không cảm nhận được giữa 97 và 95. Thế nhưng mà nông thôn thì như này, nông thôn nó có một cái đặc là người Việt Nam ấy, thì ai cũng có quê, cho nên Tết ai cũng về quê. Thế mà viễn thông thì nó hơi giống như thuốc phiện ấy. Nếu mà mình bỏ nó, mình không dùng nó một giây, một ngày thôi, là một tiếng thôi thì mình rất là khó chịu. Thế đến khi mà về quê Tết không thấy có sóng, không sử dụng được, mà lại thấy ông Viettel lại dùng được, thì họ sẽ cảm nhận kinh khủng luôn về sự tốt. Tức là không và có thì cái cảm nhận nó rất là kinh khủng. Và ông nghĩ rằng là thằng này mà nó ở nông thôn tốt, chắc thành phố nó còn tốt hơn. Thế thì sau đấy rồi là ông lúc rồi về quê thì ông mua cái sim ra thành phố, ông thấy vẫn dùng được thì ông dùng tiếp thôi. Thì đấy là mình hồi nói làm di động hay là hồi nói làm công nghệ thông tin. Khi mà làm công nghệ thông tin ấy, thì Viettel là đi sau FPT là 20 năm. Thì mình nghĩ là không thể nào giỏi bằng đồng chí Trương Gia Bình được. Vì đồng chí làm trước mình 20 năm, đồng chí lại có một đội ngũ rất là giỏi. Toàn những người học rất là giỏi ở Nga về. Thế Viettel mới ngồi nghĩ, thế thì bây giờ mình tìm ra này cái cách tiếp cận của mình khác, thì mình mới thấy có một cái hai khác biệt rất quan trọng. Một ý, tức là ông FPT là ông ấy viết các cái phần mềm chủ yếu cho máy tính PC. Nhưng ông Viettel thì nghề ông lại là nghề di động. Thế thì ông mới bảo, nếu thế thì mình sẽ viết các ứng dụng trên nền tảng di động, tức là iPad, thế rồi là laptop, thế rồi là smartphone. Mà mình thì rất là giỏi, tức là phải kết hợp giữa viễn thông với lại công nghệ thông tin. Mà mình thì lại là người sinh ra mạng viễn thông. Thế cho nên là các ứng dụng của Viettel mọi người để ý là chủ yếu trên nền tảng di động. Mà bây giờ là thế giới là di động là chính. Cái thứ hai nữa là FPT là họ bị thúc đẩy bởi cái lợi nhuận. Cho nên là đa số các dự án công nghệ thông tin của FPT là kiểu dự án thôi. Tức là làm dự án, thế xong đó rồi thì là mình mua phần cứng, phần mềm, mình bán trọn gói, giống như là một cái sản phẩm bán lấy tiền. Viettel thì không bị thúc đẩy nhiều bởi những cái câu chuyện đấy. Cái thứ hai là mình làm viễn thông thì thường thường là doanh thu lợi nhuận nó lớn hơn rất là nhiều so với cái mảng công nghệ thông tin. Thì Viettel mới nghĩ ra cách, nếu thế thì mình sẽ không làm cái cách đấy nữa, mà mình sẽ đầu tư phần cứng, mình viết phần mềm, xong mình cho thuê dưới dạng dịch vụ. Là vì mình cứ ngồi nghĩ là mỗi một cái bộ, mỗi một cái ngành, mỗi một cái tổng công ty phải nuôi một cái trung tâm công nghệ thông tin rất là to để họ vận hành cái hệ thống công nghệ thông tin đấy. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa tức là cứ 3 năm thì công nghệ thông tin nó thay đổi một lần. Thì cứ 3 năm này phải đấu thầu mua lại một lần. Thế mà sinh ra một cái trung tâm công nghệ thông tin ấy, thì là thế này này, họ cũng chẳng có nhiều việc để làm thì họ không thể giỏi được. Cho nên là dần dần là những cái tổng công ty, những cái tổ chức lớn, họ mới nghĩ là nếu như giá như có ai cho thuê nhỉ? Dịch vụ mà không phải nuôi quân, không phải nuôi một cái trung tâm công nghệ thông tin, không phải thường xuyên đổi mới phần cứng phần mềm, xong cứ thuê giống như là dịch vụ điện thoại di động thì họ thấy rất là ổn. Thì Viettel tiếp cận hướng thứ hai là thay vì
thì là làm theo kiểu dịch vụ công nghệ thông tin. Tương tự như thế nhiều việc khác thì Viettel có một cái quan điểm là nếu như mà mình không tìm ra được một cách tiếp cận khác biệt thì cương quyết không làm, cương quyết không làm. Thế cho nên là Viettel ngày trước là cũng định choảng ông Vingroup đấy, cũng đổ một đống tiền vì cậy thế nhiều tiền mà cũng có dự án này dự án kia. Thế ra về bất động sản thì nghĩ rằng là mình bây giờ mình to rồi, cái mình đã giỏi viễn thông thì chắc mình phải giỏi nhiều thứ khác, cũng ra gọi là khô khoắng một hồi, xong rồi nhìn đi nhìn lại thấy chẳng khác gì ông đồng chí Vượng, xong là xin rút hết, nhường hết cho đồng chí Vượng làm.